lại với vòng 2 của chương trình Giác quan thứ 6. Và vòng 2 này được mang tên là Phán đoán tài tình. Phán đoán tài tình là chúng ta sẽ lần lượt gặp gỡ từng chàng trai và họ sẽ biểu diễn tiết mục gợi ý để mình có thể hình dung ra cái hướng mà cái nghề bạn đó sẽ làm. Nếu như hai vị vẫn chưa tìm ra được cái nghề thì vẫn còn 3 từ khóa sẽ lần lượt hiện lên phía trên. Và nếu như khách mời nào đưa ra đáp án đúng sẽ đem về cho mình 5 điểm. Và nếu như đưa ra đáp án sai sẽ chịu hình phạt của chương trình. Ghê quá. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với chàng trai đeo mắt kính, dễ thương, hiền hòa, có biệt danh là Gió. Chào Gió, mời Gió hãy giới thiệu về tên và tuổi của mình. Xin tự giới thiệu, em tên là Lai Phong Phước, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Lai Phong Phước. Ủa, em cũng là nghề xiếc luôn hả? Dạ, nghề xiếc đó chị. Chị chốt đáp án luôn hả? Chị hỏi thôi à, thấy cũng giỏi đó. Ngoài nghề xiếc em có làm nghề gì nữa không? Ta kêu bà đoán không, bà hỏi em chơi gì? Thì hỏi đi đoán nhẹ nhẹ trước đã. Thì chắc đoán... chắc làm văn phòng nữa. Tại sao chị lại nghĩ vậy? Tại vì nhìn Gió, cái này là chỉ tập chơi để cho che mắt thôi, chứ thật chất nhìn cái bộ dạng của Gió có vẻ như là làm tiếp thị hay là văn phòng gì. Anh này mặt mày rất là đẹp trai, nên chị đoán làm văn phòng là cũng đúng. Nhưng mà em cụ thể hơn, cái lĩnh vực ảnh đang theo dõi có thể là sinh viên mới ra trường đi làm mấy năm rồi, ảnh đang làm bên lĩnh vực kinh doanh, cho nên là mặt mày nó mới kiểu thư sinh đeo mắt kính rồi vậy đó, hiểu không? Theo kinh nghiệm của em á, thì em sẽ tách ra những cái thông tin cho hai chị. Đó là bộ đồ của bạn này mặc rất là nhiều màu, bạn này làm việc có thể liên quan tới màu sắc. Bạn này thích nghệ thuật. Yếu tố thứ hai là cái vật bạn ấy dùng để mà biểu diễn á, đó là banh tennis. Thì cũng có thể liên quan tới tennis. Chưa hẳn đâu, bạn này thích chơi banh đũa thôi. Chúng ta vẫn còn 3 từ khóa, cho nên là mình hãy đến ngay với từ khóa đầu tiên nha. Dạ, xin mời từ khóa đầu tiên. Văn phòng mà nguy hiểm, không lẽ bạn ấy đứng mé mé cửa sổ làm việc sao? Nguy hiểm gì là xiết luôn hả Tường? Không, một công việc có sự nguy hiểm trong đó. Xiết nhào lộn nguy hiểm chứ. Cái nguy hiểm của bạn nó, nếu mà tệ nhất thì nó dẫn tới gì? Chấn thương hay là tính mạng chẳng hạn? Tính mạng thì không tới. Không tới đúng không? Chấn thương thôi nhỉ? Chấn thương thôi. À, nguy hiểm là bảo hiểm. Xài luôn bán bảo hiểm hả? Cũng có lý đó chị, em thấy cũng có lý. Theo chị là làm văn phòng ha. Văn phòng thì có thể là bán bảo hiểm, cũng là làm trong văn phòng. Nguy hiểm là người khác có thể gặp nguy hiểm và bảo vệ người ta. Thôi bây giờ để bổ sung thêm chút xíu manh mối về nghề nghiệp của bạn này thì em xin đến với từ khóa tiếp theo nha. Đúng. Dạ. Xin mời từ khóa tiếp theo. Đó, đổ vỡ. Đổ vỡ thì mới nguy hiểm. Tại vì thường á, người ta sẽ nói đổ bể. Vỡ làm cho tôi liên tưởng tới cái gì nó mong manh. Nó đang là cái vật đồ mạnh, gì mà đổ bể bằng kiến, bằng thủy tinh rồi á. Tôi cũng nghi bạn này là xiết thiệt luôn á. Chương trình không có đơn giản vậy đâu chị. Không có xiết đâu chị. Em thấy với cái từ khóa này nó vẫn còn rất khó cho các chị ha. Đúng rồi, thêm cái nữa đi. Thêm cái nữa đi ha. À. Dạ rồi, xin mời từ khóa cuối cùng. Tâm sự với người lạ. Đó, MC hả? Cũng có thể MC. Dạ, nghề MC không có nguy hiểm và đổ vỡ gì ạ? Thì đó, nó sai cái từ nguy hiểm thôi. Nói chuyện đổ vỡ và tâm sự với cũng là... Có cái nghề nào mà người ta hay tới nói chuyện với mình, rồi mình chia buồn, chia vui với người ta không ta? Chỉ có MC mới tò mò hỏi thôi. Trời đất ơi, người ta ai cũng có gì hỏi gì đâu chị Giang. Chị tự kể không à? Ừ. Thiệt. Và bạn ấy cầm đế banh và tung tung vậy, thì cái nghề của bạn ấy có thể là làm cái gì mà nó tung tung như vậy? Mà làm cái gì vừa tung tung mà vừa phải nói chuyện với người lạ? Rồi biết rồi. Cái gì chị? Bartender. Điều gì khiến chị
phát ra cái nghề đó. Anh trộn cốc theo, anh lắc rượu, rớt một cái nguy hiểm đập vô đầu xịt máu, còn không đớt xuống đất đổ vỡ. Tâm sự với người lạ để người ta uống nhiều vô. Có lý. Bartender hay quá. Có lý, có lý. Xuất sắc. Chưa chắc là đúng nhưng em cảm thấy rất thuyết phục. Logic, cả ba từ khóa đều liên kết với nhau. Bắt đầu chị Giang mơ màng, giác quan chị Giang bắt đầu nhúc nhích rồi. Chắc tiếp thị quá. Vẫn trung thành với chữ tiếp thị. Tiếp thị. Khi mà em tiếp thị cho người ta thì có thể em nói bậy thì người ta quýnh em. Ta quýnh em. Ta quýnh em. Mà em cầm cái đồ em đi tiếp thị thì em rớt thì nó đổ vỡ. Mà tâm sự với người lạ em phải nói thì người ta mới hiểu. Đúng. Tiếp thị đồ uống. À, tiếp thị đồ uống, đồ giải khát ha. Và kết quả sẽ có sau 3 tiếng đếm của Trương Thế Vinh. Anh xin phép đếm nha. 3. Anh trộn cốc theo, anh lắc rượu, rớt một cái nguy hiểm đập vô đầu xịt máu, còn không đớt xuống đất đổ vỡ. Tâm sự với người lạ để người ta uống nhiều vô. Có lý. Bartender. 2. Chắc tiếp thị quá. Khi mà em tiếp thị cho người ta thì em cầm cái đồ em đi tiếp thị thì em rớt thì nó đổ vỡ. Mà tâm sự với người lạ em phải nói thì người ta mới hiểu. Đúng. Tiếp thị đồ uống. 1. Dạ không, chia buồn với chị. Chị Cát Tường đã đúng mà. Chúc mừng chị Cát Tường. Quá xuất sắc. Biết cái gì dưới này nó phịch lên mà tôi không biết là cái gì. Trời ơi, chơi gài hàng nữa. Thiệt tình luôn á. Trước ơi, em có thể chia sẻ về nghề nghiệp của em không? Hiện tại em đang là bartender, biểu diễn tại thành phố Hồ Chí Minh mình ạ. Dạ, em có nhận các bữa tiệc set up và hoặc là biểu diễn múa flair để cho các bữa tiệc hoặc các event thêm sôi động. Bạn làm công việc này lâu chưa? Dạ thì em đam mê cái bộ môn này và theo cũng được khoảng 3 năm rồi. Nhưng mà nếu mà bartender thì tại sao lại chọn cái từ khóa nguy hiểm hả bạn? Dạ thì đôi khi mình tập những cái dụng cụ như là chai, thủy tinh. Đó, nãy chị nói rồi, chị nói đúng không em? Chị nói đúng đúng không em? Em ơi, cho anh hỏi về cái chữ flair, đó là từ tiếng Anh và anh không hình dung được nó sẽ làm cái gì. Dạ nó là giống như kiểu là nghệ thuật tung hứng ở trong quầy bar vậy. Thì khi mà anh có những cái chai, nếu mà những người pha chế bình thường thì người ta sẽ chỉ rót những cái thành phần của một ly cocktail đó. Thì khi mà mình có flair thì mình sẽ biểu diễn thêm, thì mình sẽ tung hứng một cái chai đó, mình biểu diễn cho khách sẽ vơi đi cái sầu của mình. Dạ khách sẽ thích hơn. Và bây giờ sẽ là phần trình diễn tiết mục của bạn Phước, xin mời. Mời hai chị Dung. Uống ổn không cưng? Dạ được. Ngon hả? Ngon à? Ngon được được. Không biết là cái đồ uống này có tên gọi là gì vậy em? Dạ đồ uống này có tên là Red Daiquiri. Red Daiquiri. Ngon à? Nội sơ sơ mà anh thấy mà em hai tay em múa như vậy, rồi phải theo cái nhịp nhạc nữa mới là khó. Hoàn thành xong cái ly là cũng xuất xong sắc, một bài nhạc hay. Rất là tuyệt vời. Rất tuyệt vời. Xin được cảm ơn phần trình diễn hết sức xuất sắc của bạn Phước. Và tiếp theo sau đây chúng ta sẽ đến với phần trình diễn gợi ý nghề nghiệp của bạn Mín.
Đây hình như là gương mặt của một cô gái. Gương mặt cô gái với một cái mái tóc bồng bềnh, đầy hoa. Đầy hoa. Xin mời bạn có thể tự giới thiệu tên và tuổi của mình cho mọi người đây biết. Em tên là Võ Hoàng Huy và năm nay em 23 tuổi. Làm đẹp là chỉ có quách trang, makeup được. Làm trang điểm. Còn không làm. Bạn này làm tóc. Tôi cũng nghĩ vậy. Nếu mà không phải mặt thì là tóc. Tại vì thấy hoa trên đầu nhiều, có vẻ cũng nặng về tóc đó. Thôi bây giờ mình đến với từ khóa đi ha. Cho chút xíu manh mối đi ha. Ừ. Xin mời từ khóa đầu tiên. Xu hướng. Anh thấy chị Tường đúng nữa rồi đó. Bạn này làm thiết kế thời trang. Tại sao chị lại nghĩ như vậy? Bởi vì bạn ấy lắp ghép từng cái miếng cánh hoa để làm thành cái đầu tóc. Hình dung giống như đó là những cái miếng vải vậy đó, đắp lên để ra được một cái bộ trang phục để trình diễn thời trang cho các bạn nữ. Thật sự là hóa trang nè, làm tóc, nè, thiết kế thời trang đều rất phù hợp với chữ xu hướng chính hết. Chính xác, đúng vậy. Và có một cái chi tiết, những cái chi tiết đây mình cùng xem thử ha. Bạn có dùng kéo, dùng keo, dùng những cái mảng màu. Thì đây cũng là những cái gợi ý mà em nghĩ các chị nên quan tâm chút. Từ từ đi, thiết kế thời trang rồi đó. Rồi, vậy tới luôn với từ khóa tiếp theo. Tới luôn đi em. Dạ. Xin mời từ khóa thứ hai. Tin tưởng. Khách hàng sẽ tin tưởng khi đến với bạn, đúng không? Có khi nào phẫu thuật thẩm mỹ không ta? Đúng rồi, cái này cũng là nằm trong phẫu thuật thẩm mỹ đó. Cái gì mới lạ và tin tưởng là chỗ nào tin tưởng bạn mới làm chứ. Chị Giang, với một người về kinh nghiệm về phẫu thuật thẩm mỹ đầy mình như chị có đánh hơi được bạn này là bác sĩ thẩm mỹ không? Không hề. Tại vì bạn này rất là còn trẻ. Bạn này đi thẩm mỹ thì có. Bạn này đi thẩm mỹ thì có. Như vậy là chị Giang đang có cái cảm giác là bạn này đang làm nghề gì? Chị Giang đang nghĩ bạn này làm tóc. Làm tóc ha. Xu hướng là phải có mới. Tạo mẫu phải tóc. Phải tạo mẫu tóc. Và tin tưởng là khách tin tưởng thì người ta mới tới em được. Đúng, giao cái đầu tóc cho mà cắt sai cái là chết luôn ha. Đúng rồi. Tường vẫn đang nghiêng về phía thiết kế về quần áo hơn. Kéo cũng cắt vải được vậy. Chính xác. Diễn thời trang theo những cái xu hướng hiện đại. Phải có sự tin tưởng. Coi cái thứ ba đi. Xin mời từ khóa cuối cùng. Lột xác. Lột xác nghĩa là khi mà đến với bạn thì khách hàng người ta sẽ lột xác cái đầu tóc xùm bồm lên kìa đó, muốn thành cái đầu vậy là theo ảnh. Tóc đi chị Giang, chị tin em đi, em nghĩ là tóc. Thôi chị đoán không tóc mà chị đoán thiết kế thời trang. Thiết kế thời trang, vâng. Đó là sự lựa chọn của chị Giang. Còn chị Cát Tường, có vẻ như chị đang rất thích kiểu tóc nha. Đơn giản, đôi lúc nhiều khi những cái gì nó thấy nguy hiểm nhất nhưng thực ra nó rất là đơn giản. Nhà tạo mẫu tóc. Như vậy thì chị Cát Tường đưa ra đáp án cho mình là nhà tạo mẫu tóc, còn chị Lê Giang là thiết kế thời trang. Không biết kết quả ai đúng ai sai nhé. Xin mời hai chị vào vị trí của mình. Ba. Chị Giang đang nghĩ bạn này làm tóc. Xu hướng là phải có mới. Và tin tưởng là khách tin tưởng thì người ta mới tới em được. Thôi chị đoán không tóc mà chị đoán thiết kế thời trang. Hai. Đơn giản, đôi lúc nhiều khi những cái gì nó thấy nguy hiểm nhất nhưng thực ra nó rất là đơn giản. Nhà tạo mẫu tóc. Ba. Một. Vui chưa? Vừa lòng chưa? Và Huy ơi, bạn có thể nói cái nghề nghiệp của mình cho tất cả mọi người ở đây biết không? Dạ, nghề nghiệp hiện tại của em là chuyên viên tư vấn thẩm mỹ ạ. Chuyên trời ơi, thấy chưa? Thiệt, hồi nãy chị định nói sao luôn á. Nói đi. Giang, thiệt nghề đó. Của chị mà chị không, không nói. Chị nói thiệt. Chị nói thiệt, hồi nãy chị định nói luôn á. Sao không nói, thiệt tình luôn á. Vấn đề tại vì nói cái lột xác xu hướng là em biết không? Cái xu hướng là cái mới, cái lột xác là giống như làm cho đó, thay đổi con người luôn đó. Trời ơi. Không biết là em đã làm công việc này lâu chưa? Em làm công việc này khoảng tầm 1.5 năm rồi. Bây giờ nhờ em có thể nào tư vấn nhẹ nhẹ cho hai khách mời của chúng tôi được không? Nếu như mà hai khách mời thì em sẽ thích tư vấn cho chị Lê Giang hơn. Em biết sao không? Tại vì em nhìn tổng quát cái mặt chị, em thấy mặt chị rất tròn đúng không? Nó đang bị bồng bềnh hai cái gò má này và chị muốn cho nó mất luôn hai cái cục thịt này. Là chị muốn là lấy mỡ túi má. Trời ơi, nói một cái là dính liền đúng không? Chị thề bao nhiêu lần với em, với Trấn Thành, chị nói chị không bao giờ chị làm cái gì nữa. Chị nhớ. Phải chương trình hỏi chị chứ thật chất thì nói chung là chị cũng được rồi. Nhưng mà có ai kêu gọi thì cũng nên. Thua. Đúng Huy. Bên em có làm móc túi. Thôi được rồi chị Giang à, mời bạn. Về vị trí đi em. Trời ơi, ai cười giống giống. Cảm ơn Hoàng Huy rất là nhiều. Dạ. Và tiếp theo chúng ta cùng gặp một chàng trai có biệt danh là Chuột. Thank you.
ơn, rất nhiều cảm ơn bạn gái đã hỗ trợ cho tiết mục của Chuột. Không biết là cái điệu múa này bạn tập lâu chưa mà tôi thấy bạn quá chuyên nghiệp, bạn quá tinh tế trong từng động tác. Em tên là Huỳnh Huy, năm nay 31 tuổi. Cái bài múa này thì mình tập trong vòng một ngày. Bớt giỡn cưng, trời ơi, cái này tập một tháng chưa múa được, nó tập một ngày. Nhưng mà thật sự em là đã có cái máu múa trong người là chuyên nghiệp rồi em mới múa được cái bài này. Vì cái điệu này là có những cái đứng tấn, đứng trụ chân xuống rất khó. Và xoay nhịp chân, nhịp tay và cái kiểu cái mắt nữa, cái mắt của em á đưa qua đưa lại. Không thể nào mà em mà dân không chuyên mà em vô một ngày mà em làm được bài này. Nhưng mà không phải dân múa, tại vì nếu dân múa ra biểu diễn múa có gì để đâu đoán. Ủa mà sao múa giỏi vậy ta? Mà tập một ngày là chị không tin rồi đó. Em là phải biết múa và em có thể em làm em dạy múa luôn đó. Em chỉ có hai nghề thôi, một là xiếc, hai là make up. Tại vì make up ngón tay của em nó mới là như thế này được. Còn xiếc thì có những cái giống như là đứng tấn, đứng tụ, đứng trụ á. Bây giờ chúng ta sẽ đến ngay với từ khóa đầu tiên. Xin mời từ khóa. Truyền thống. Truyền thống. Rõ ràng tiết mục gợi ý của bạn là một điều nhảy truyền thống và cái chữ này cũng là truyền thống. Có vẻ như cái từ khóa này hơi quầy vốn nhỉ. Tiếp theo được không? Dạ em chiều chị luôn. Dạ. Xin mời từ khóa tiếp theo. Nghiêm khắc. Truyền thống và nghiêm khắc. Thấy mé mé vô cái xiếc là thấy gần gần vô rồi đó. Tại vì á, cái xiếc là phải nghiêm khắc với bản thân, tập luyện ngay từ nhỏ. Tại sao mọi người không nghĩ đây là một vũ công chuyên nghiệp ta? Bởi vì em thấy bạn ấy nhảy rất rất đẹp. Truyền thống rồi sao dính vô vũ công được? Ví dụ múa dân gian đồ thì còn là truyền thống. Dạ không, thì những người mà vũ công họ làm việc trong những cái đoàn ca nhạc của nhà nước mình chẳng hạn thì họ vẫn có thể múa truyền thống mà. Thôi cho từ khóa thứ ba luôn đi. Cái mặt bạn này trên sân khấu là tao nói rõ ràng là một nghệ sĩ rồi. Xin mời từ khóa cuối cùng. Truyền cảm hứng. Truyền cảm hứng đến cho khán giả. Bạn này đang làm một cái nghề về giáo dục, bạn đã dạy học sinh gìn giữ những nét văn hóa truyền thống, sự nghiêm khắc của nghề, nghiêm khắc của một người thầy, và bạn ấy truyền cảm hứng để giữ lửa cho thế hệ trẻ để gìn giữ một cái bộ môn nghệ thuật truyền thống. Chị Tường bắt đầu là có đáp án rồi đó. Gần lắm rồi, 70% rồi. Truyền thống là chỉ có múa, mà nghiêm khắc là múa truyền thống là phải nghiêm khắc. Truyền cảm hứng là như nãy giờ mình coi đó, tiết mục đó là đang truyền cảm hứng đó. Ta truyền thống là phải dân gian rồi. Giáo viên dạy múa dân gian, thầy giáo dạy bộ môn múa dân gian. Còn chị Lê Giang là nghệ sĩ múa dân gian luôn. Một người là thầy dạy, một người là nghệ sĩ ha. Và kết quả sẽ có sau 3 tiếng đếm của Trương Thế Vinh. Xin mời hai chị vào vị trí của mình. 3. Gìn giữ những nét văn hóa truyền thống, sự nghiêm khắc của nghề, nghiêm khắc của một người thầy, và bạn ấy truyền cảm hứng để giữ lửa cho thế hệ trẻ, giáo viên dạy múa dân gian. 2. Truyền thống là chỉ có múa, mà nghiêm khắc là múa truyền thống là phải nghiêm khắc. Truyền cảm hứng là như nãy giờ mình coi đó, tiết mục đó là đang truyền cảm hứng đó. 1. Ủa trúng nữa hả? Trời ơi, hay quá vậy ta. Chị Tường hay quá vậy ta. Thầy giáo dạy múa dân gian và là đúng luôn. Có chính xác 100% không hay là gần đúng như vậy bạn ơi? Bạn có thể tự giới thiệu về nghề nghiệp của mình. Em là giảng viên của trường múa thành phố Hồ Chí Minh, khoa múa dân gian dân tộc. Trời ơi. Nhưng mà chị cũng đoán đúng vậy, múa dân gian rồi đó. Đã từng là nghệ sĩ múa dân gian, bây giờ là làm thầy rồi. Không biết là Huy đã bắt đầu dạy ở trường là bao lâu được ta? Em bắt đầu dạy là gần một năm ạ. Gần một năm, mới đây thôi. Mới đây. Bạn ơi, bạn đã theo đuổi bộ môn múa dân gian bao lâu rồi? Khi bắt đầu múa thì em vào trường múa thì nó học rất là nhiều ballet, dân gian, tính cách và đương đại. À, là bạn có thể nhảy được rất nhiều cái khác nhau. Lúc nãy bạn mở màn bằng một cái điệu múa dân gian rồi ha. Thì ngay bây giờ đây bạn có thể nào mà tặng chúng tôi một cái tiết mục mà nó khác, nó trường phái khác được không? Em sẽ biểu diễn tiết mục dance ball. Và sau đây là tiết mục trình diễn dance ball của bạn Huỳnh Huy cùng với bạn diễn của mình là một người bí mật. Xin mời. Come swing it. Oh!
by the rules, won't be nobody's fool. Grooving and I'm moving cause I think it's really cool. The beats I'm gonna bring will make you dance and dance. The beats I bring will make you sing. But it don't mean a thing if it ain't got that swing. Don't mean a thing, it's kinda slang. Không biết là Huỳnh Huy tập dance sport này lâu chưa? À, em tập được 4 năm. 4 năm. Thành tích của bạn trong dance sport này có nhiều không? Thì năm 2015 á, là em được phong chức kiện tướng quốc gia của Việt Nam. Hèn gì kiện tướng dance sport của 2015 cho nên nhảy cực kỳ đẹp luôn á. Chứ em có biết nhảy không dạ? Trời ơi! Em chứ anh nghĩ ai vậy? Phải không? Em nói vậy dạ. Huy ơi, có thể nào giúp chương trình một chút là nhảy chung với dạ một điệu được không? Dạ được. Búng liền cho chị coi cái chân sao. Búng. Đó. Búng bắn lên. Và bây giờ thì xin được công bố số điểm hiện tại. Kết quả hiện tại chị Lê Giang vẫn đang giữ nguyên là 5 điểm. Còn chị Cát Tường 15 điểm.